Bùi Tiến Sướng sinh ngày 28 tháng 2 năm 1997 tại xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đang thi đấu trong màu áo FLC Thanh Hóa. Anh có một người em trai mang tên Bùi Tiến Sướng, cũng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và cùng thi đấu trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam năm 2018. Thủ môn Bùi Tiến Sướng đã có 3 lần bắt bóng chính xác cho đội tuyển U20 Việt Nam tại giải vô địch U20 FIFA World Cup 2017. Được biết, thần tượng của Bùi Tiến Sướng không ai khác ngoài Piches, chàng trai 20 tuổi luôn coi thủ thành Arsenal là hình mẫu để phấn đấu. Dũng chia sẻ bản thân đã học hỏi được khá nhiều từ thủ môn người Cộng hòa Séc, đặc biệt là ở tình huống bắt phạt đền. Hiện tại, rất nhiều người dành cho Tiến Sướng những lời khen có cánh và tin tưởng rằng anh sẽ tiếp tục cùng đội tuyển U23 Việt Nam làm nên chuyện tại vòng bán kết. Thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam này từng có thời điểm suýt phải bỏ giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Năm 2012, đội bóng trẻ của Tiến Dũng bị giải thể. Dũng làm công việc phụ hồ để giúp đỡ gia đình. Sau đó anh gia nhập lò đào tạo bóng đá FLC của Thanh Hóa. Bùi Tiến Dũng còn có em trai là cầu thủ Bùi Tiến Dũng. Hai anh em có chung sở thích đam mê thể thao. Trên trang cá nhân, Dũng và Dũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau trước mỗi trận bóng đá. Chuyện cổ tích dành cho U23 Việt Nam hết qua chương hào hùng này lại tới chương lấy lừng khác. Chiến thắng sau loạt lâm mưu, nghẹt thở trước U23 Qatar đưa niềm tự hào của Đông Nam Á vào tới trận chung kết châu lục. Và với riêng Bùi Tiến Dũng, hai lần thành người hùng sau những màn đấu súng trước Iraq và Qatar. Như một sự chiều lòng số phận, sau quá khứ cơ cực khó khăn và nhiều nước mắt, Tiến Dũng và em trai Tiến Dũng thích bóng đá, nhưng nhà lấy đâu ra điều kiện để mua cho hai anh em dù chỉ là một quả bóng nhựa. Dũng và Dũng lấy lá chuối, giấy vụn cuộn tròn để lại chơi, hoặc may mắn hơn là chờ những quả bưởi hỏng sau nhà Dũng để cùng nhau đùa vui. Cái tủ kính của nhà anh thay đến 3 lần, sợ bố mẹ đánh, Dũng chui xuống gầm giường trốn. Còn em Dũng cứ hiên ngang vì phận làm em, lắm khi sung sướng hơn phận làm anh. Khi về đến nhà thấy vắng thằng anh, cô điều chất vấn Dũng, em ơi anh đâu rồi? Cậu bé Dũng nén lỉnh cả gan nói dối mẹ anh đi chơi chưa về, chắc đi đá bóng cùng bạn. Đến lúc ăn cơm tối, cô điều lại lo lắng, anh ở đâu gọi anh về ăn cơm chứ con? Bố mẹ không mắng đâu, vỡ kính rồi thì kệ, chứ đánh các con, nó cũng đâu có lành lại được, thôi các con về ăn cơm đi. Thế là Dũng từ gầm giường bò ra, quần áo bám bụi bẩn hết. Đến năm lớp 7, trung tâm huấn luyện dưới huyện Thường Xuân Triệu Sinh, Dũng và Dũng xin bố mẹ cho đi thi tuyển. Nhưng vì nhà đã nghèo sẵn, giờ mỗi tháng lại phải chu cấp cho mỗi đứa 600.000 đồng. Chú Khánh và cô Điều nghĩ vì thương con, nhưng thẳng thật biết xoay sở như thế nào. Hàng tháng bố mẹ vẫn cố gắng làm lụng gửi tiền cho hai anh em. Thế nhưng giấc mơ bóng đá đã không suôn sẻ với cả hai anh em. Trung tâm đào tạo trẻ tại huyện miền núi Thường Xuân bị phá sản, ngưng hoạt động, cả hai dầu dĩ trở về quê hương. May mắn năm đó đã mỉm cười, nhưng chỉ với là cậu em trai Tiến Dũng. Đúng lúc đó tình cờ Dũng đọc trên mạng thông tin TVF Hồ Chí Minh tuyển sinh lứa 1998 tại Thanh Hóa. Nếu được tuyển chọn thì mọi chi phí ăn ở được lò đào tạo chi trả, gánh bớt nhọc nhằn cho bố mẹ ở quê. Thế nhưng vì thương con, chú Khánh khi đó sụt sùi với hai anh em, bây giờ các con ở gần đây, bố còn lo được. Chứ ở tận trong đó, tụi con còn nhỏ nữa thì bố mẹ biết đường đâu mà đi, chịu khó ở đây đi con rồi thành tài cả. Dũng không nghe lời, xui em Dũng trốn về đầu quân cho PVF, nhà mình khó khăn lắm, phải nộp tiền ăn uống hàng tháng. Không được đâu bố à, cho em về thi tuyển, còn con ở đây. Vượt qua hàng loạt ứng viên, Dũng xuất sắc giành suất vào Nam. Nếu như người ta phải đá tới 5 lần để đánh giá, thì riêng Dũng chỉ cần 2 quả đã nhận được cú gật đầu quý báu của huấn luyện viên. Sợ em trai nghĩ ngợi, Tiến Dũng vỗ vai, em yên tâm tập luyện, việc nhà cửa đồng áng chăm sóc bố mẹ để anh lo. Vài tháng sau, trung tâm đào tạo trẻ tại huyện miền núi Thường Xuân ngưng hoạt động, Dũng về nhà giúp bố mẹ.
Đến cái nước này, cô Điều lại nghĩ tới viễn cảnh cậu con trai vốn yêu bóng đá mê mệt sẽ nói lời từ biệt sân cọ. Quả đúng như vậy, Dũng thừa chuyện với mẹ. Bố mẹ khó khăn quá thì con ở nhà giúp đỡ bố mẹ. Con tìm nghề khác, con làm cho bố mẹ đỡ vất vả. Nghe con thừa chuyện, cô Điều khóc thương. Con ơi, bố mẹ thì vất vả thật đấy, nhưng vẫn còn sức khỏe. Các con đam mê thì cứ theo đuổi sự nghiệp đi. Nhưng rồi suốt hơn một năm trời, Dũng không còn nghĩ nhiều đến bóng đá. Cậu ở nhà làm phụ hộ, làm đủ thứ việc linh tinh nếu có ai thuê. Có lần đi thử việc ở Thanh Hóa, trong người Dũng chỉ có 50.000 đồng. Thương con mà nhà lại nghèo quá. Còn mỗi 200.000 đồng, cô Điều thủ thỉ bảo Dũng cầm tiền đi đường mà uống nước. Tuy nhiên khi đặt chân đến trung tâm Thanh Hóa, Dũng lại gọi điện về cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ cho con 200.000 đồng, nhưng con đút lại vào túi áo của mẹ trong buồng rồi. Mẹ lấy tiền mà mua thức ăn. Con đủ tiền xe là được rồi. Và cô Điều lại khóc, nước mắt chảy lưng tròng, nghĩ tới đứa con trai một mực lo cho bố mẹ. Suốt hơn một năm trời, Tiến Dũng không còn nghĩ nhiều đến bóng đá. Cuộc sống của anh quanh quẩn với ruộng đồng, với những ngày tháng làm phụ hồ chát vữa, trộn bê tông. Đôi tay của Dũng chai sần cứng ngắc, từng ngón tay bị sun lại, thô ráp và sần sùi vì nước, hóa chất, cát và xi măng. Nhớ lại những ngày tháng ấy, Dũng không hối hận, bởi có đi làm như thế anh mới kiếm được tiền để đỡ đần bố mẹ khi khốn khó. Đã có lúc, Tiến Dũng nghĩ rằng cuộc đời anh sẽ gắn bó với xi măng gạch vữa và những buổi cuốc mướn làm thuê. Thật may, cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Dũng đưa Tiến Dũng về đội trẻ Thanh Hóa. Thời điểm đó, bóng đá trẻ xứ Thanh chìm trong khó khăn. Của những chàng trai đang tuổi ăn tuổi lớn chỉ được một đĩa thịt lợn mỡ và một chút canh, rau cho đủ bữa qua ngày. Tiến Dũng cùng những đồng đội thuở ấy phải chia nhau từng nuôi cơm miếng thịt. Những buổi sáng đi học văn hóa, anh chỉ có nắm xôi tí hon ăn cho đỡ nóng ruột. Thậm chí có hôm Dũng phải bấm chặt bụng nhịn đói. Bóng đá trở lại với Tiến Dũng chẳng dễ dàng, nhưng anh chẳng bao giờ trách rằng mình cơ cực đến vậy. Với Tiến Dũng, được đá bóng là một điều may mắn, được ăn thịt dù là thịt mỡ cũng là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tiến Dũng miệt mài, chăm chỉ rèn luyện trên sân, anh kiên trì không tự ái, chịu thương chịu khó với ý chí phấn đấu cao ngùn vụt. Anh từng bước khẳng định được mình qua những trận đá, tập nội bộ trước mắt các thầy và đội bóng. Tiến Dũng sau đó vượt qua Sĩ Huy, Thanh Tuấn để trở thành thủ môn số 1 của U19 Việt Nam. Vòng chung kết U19 châu Á 2016, sự xuất sắc đến khó tin của anh chàng gác gôn dân tộc Mường giúp U19 Việt Nam tạo nên một cơn địa chấn ở Bahrain. Tấm vé dự vòng chung kết U20 World Cup 2017 vẫy gọi Tiến Dũng và Tiến Dụng, hai anh em đứng trước cơ hội được cùng nhau sát cánh tại một giải đấu lớn mà cả hai thậm chí chưa từng mơ ước. Và rồi một năm sau, Dũng cùng đồng đội làm nên cơn địa chấn này đến kỳ tích tại các giải U23 châu Á. Dũng chẳng ngại bất kỳ cú sút nào của đối thủ, kể cả loạt đấu tay đôi trên chấm 11m. Người ta gọi Dũng là người hùng trên chấm lưng lưu định mệnh. Bình thường chàng trai gốc Mường hiền lành ít nói hay ngại ngùng, nhưng hễ cứ xỏ găng là lột xác thành một tay gôn nỉ lợm. Một khi đã lên sân cỏ, Dũng sẵn sàng vô hiệu hóa tất cả cơ hội ghi bàn của đối thủ, điển hình như những cú bắt bóng của hai đội Iraq và Qatar vừa qua. Mấy năm nay, Dũng chiến đấu trên cương vị thủy thành, nhưng trước đây Dũng chỉ muốn đấu ở vị trí trung vệ. Nhưng sau thấy cậu ấy có chiều cao, thầy huấn luyện viên đã ngỏ ý cho sang tập thủ môn. Nhưng Dũng không muốn vì tỏ ra chán trường một thời gian. Thời điểm đó về nhà tôi vẫn thường xuyên khuyên bảo con quyết định theo sự nghiệp bóng rồi thì bố mẹ chấp nhận. Nhưng nếu con đã tập làm thủ môn thì phải tập trung vào một vị trí thôi, như thế bản thân mình mới phát triển được. Cô Điều nhớ lại thời gian Dũng lưng chừng giữa hai hướng sự nghiệp. Trước ngưỡng lịch sử vòng chung kết U20 World Cup, cả hai cùng dặn nhau rằng phải cố gắng hết mình để cùng nhau cất tiếng hát quốc ca đầy tự hào tại Hàn Quốc. Thế nhưng ông trời đã không chiều lòng. Tiến Dũng bị gãy xương quai xanh sau chuyến tập huấn tại Đức. Chứng kiến em trai không thể thi đấu ở World Cup, Tiến Dũng lặng người. Một lần nữa, họ lại vào cảnh anh ở đầu sông, em cuối sông. Ngày 10 tháng 5 trên sân Thống Nhất, trận giao hữu quốc tế giữa U20 Việt Nam và U20 Argentina, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã bước ra sân với một sự khác lạ.
Sau tấm áo màu vàng dành cho thủ môn là một chiếc áo khác, đó là chiếc áo số 6. Số áo quen thuộc mà Bùi Tiến Dũng đã mặc thường xuyên suốt trong những giải đấu ngót 2 năm cùng với U20 Việt Nam. Trước trận đấu đó, Tiến Dũng gặp em trai của mình: "Anh qua Hàn Quốc sẽ mặc áo của em để cùng thi đấu." Câu nói ấy đủ khiến cho Tiến Dũng bùi ngùi. Thời khắc chàng tiền vệ trẻ xa anh trai, xa gia đình để vào PVF có lẽ cũng không xúc động nghẹn ngào như khi nghe câu nói ấy. Không chờ đến khi sang Hàn Quốc, Tiến Dũng đã mặc chiếc áo ấy đằng sau chiếc áo đấu của mình từ trận đấu với U20 Argentina. "Em muốn em trai mình sẽ cùng toàn đội thi đấu U20 World Cup." Thủ thành người Thanh Hóa bày tỏ thật lòng tình cảm của mình: "Em trai giữ gôn cùng anh nhé." Hai anh em Dũng thương bố mẹ, luôn cố gắng dành dụm tiền gửi về để lo cho cả gia đình. Có lần nghe tin bố nhập viện và thiếu máu, Dũng bắt xe từ Thanh Hóa về làng Bào. Cho máu xong, cậu lại xuống trung tâm đào tạo. Khi đó mẹ Dũng như ngồi trên đống lửa, ngủ không yên giấc chỉ lo cho sức khỏe của con. "Con ơi, bố con khỏe rồi, con cho bố con máu, con có được nghỉ ngơi hay không? Con làm việc nặng nhọc, mẹ không yên tâm." Dũng trấn an bằng mọi thứ vẫn ổn. Cậu chỉ tập luyện nhẹ nhàng, mong mẹ dành toàn tâm toàn ý lo cho bố đang ốm đau. Cứ hễ được nghỉ phép là về nhà, Dũng lại tranh thủ nhổ sắn, cho lợn ăn, rửa bát, dọn nhà. Cô Điều đã phải thốt lên: "Thằng này không ngán một cái gì." Khi nói về đứa con trai ương bướng này, cô kể: "Mỗi lần ăn xong, Dũng lại bảo mẹ ngồi nhà mà xem TV đi, bát đũa để đấy cậu lo." Rồi khi cậu thấy mẹ xách thùng rau cho lợn, Dũng lại chạy ù đến hét lớn: "Mẹ để con xách cho." Dũng ơi, xin em cho biết cảm giác mình bây giờ như thế nào em? Em không tưởng tượng được em hạnh phúc quá em. Đây là những giây phúc nhất của cuộc đời em. Vâng, đây là những giây phút hạnh phúc nhất của em. Em ơi, em muốn làm gì đấy ở người hâm mộ không em? Vâng, thay mặt toàn đội em rất cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người đã dành cho em. Tiền thưởng món quà xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của U23 Việt Nam ngày một tăng. Các cầu thủ cũng hy vọng rằng số tiền ấy sẽ đỡ đần nhiều cho cuộc sống gia đình của họ. Với anh em Tiến Dũng, Tiến Dụng, họ cũng chẳng mơ ước gì được cao sang. Cả hai anh em bàn nhau góp tiền để sửa nhà cho bố mẹ, xây thêm một gian phòng hoặc mua thêm 1-2 con lợn để gia đình tăng gia sản xuất. Ông Bùi Văn Khánh, bố của Tiến Dũng, tự hào căn nhà này cũng nhờ có sự góp sức của các con đấy. Còn một ước mơ nữa, Dũng và Dụng đã thực hiện được, nhưng vẫn tâm niệm rằng phải cố gắng hơn nữa, đó là có thể tự mình đưa bố mẹ đi nghỉ mát. Cuối năm ngoái khi có tiền thưởng, anh nhờ người bạn thân đưa bà nội, mẹ và cô đi Đà Nẵng. Cả đời bà với cô em chưa bao giờ được đi máy bay, còn mẹ em thì chưa bao giờ được đi nghỉ mát. Mọi người vất vả hàng chục năm nay rồi. Thằng đấy nói chung nó ít nói, nó hiền, về nhà chỉ có làm việc. À, nó còn chỉ chơi với các em bé, ném cát với em, chơi đồ chơi, bắn bi, đánh cù các thứ, cuối bài, mượn lời bố mẹ của Tiến Dũng, Tiến Dụng gửi tới hai anh em đoàn thể, đồng đội trong tập thể U23 Việt Nam. Vượt qua nghịch cảnh và rào cản của cuộc sống, của những ngày đầu đến với sự nghiệp, Tiến Dũng đã và đang khẳng định mình trên bước đường thành công của nghiệp rap gold. Nhưng anh vẫn khiêm tốn chia sẻ rằng: "Còn nhiều việc phải làm lắm anh ơi, đây là lúc em phải làm tốt hơn nữa để đền đáp người hâm mộ, cũng như nỗ lực để cống hiến cho màu cờ Tổ quốc nói chung và Thanh Hóa nói riêng, bởi nếu không có họ, không biết bây giờ em đã đi về đâu nữa."